Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi đang đứng trước mặt anh chị em, có hai cái chân, một cái chân phải và một cái chân trái. Nếu mà đúng tiếng Việt, dịch ra là một cái chân đúng và một cái chân sai. Tôi đến đây được là nhờ sải cả đúng và cả sai. Còn nếu như tôi ghét cái sai này mà chỉ chạy bằng cái phải thì tôi chạy mãi mà không bao giờ tới được nhà thờ. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, đừng bao giờ sợ sai. Bởi vì khi chúng ta phạm một sai lầm nào, chúng ta lại phát hiện ra một điều mà cái người không bao giờ sai đó, cái đó đó không bao giờ nhận ra được. Nếu bạn một lần nó đã đi sai đường, bạn đừng có lầm bầm, đừng có chán, đừng có buồn, đừng có cãi nhau. Bạn đi sai đường cho nên bạn đã nhận được một kinh nghiệm mà kẻ không bao giờ sai đường không nhận được điều bạn nhận được. Amen. Bởi vậy cho nên khi phạm một cái lỗi nào, phạm một điều gì sai, chúng ta hãy rất cẩn thận cái thái độ phản ứng khi nhìn thấy người khác sai hay là khi chính mình sai. Bởi vì có nhiều khi cái thái độ đó nó giết chết mình. Tôi biết có một người đưa gia đình đi tới kỳ trại. Anh ta đang đi như vậy, đi mất khoảng 2 tiếng. Có một cái xe của người Đức tạt ngang qua. Và dường như cái đuôi xe của anh chàng Đức kia suýt nữa là quẹt vào mũi xe của người này. Và xe của người Đức họ phóng đi mất rồi. Còn anh chàng này đi xe, bên cạnh là vợ, hai đứa con ngồi sau, cứ lầm bầm chửi cái người Đức đó 2 tiếng đồng hồ. Hắn kia không hề nghe thấy, còn vợ của anh ta và hai đứa con nghe thấy hết, hết thảy mọi sự cay cú, mọi sự bực tức, mọi những lời lầm bầm và ăn đủ, và hai đứa con ăn đủ. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, sai không phải là xấu. Sai không phải là xấu. Biết sai mà không sửa thì mới là xấu. Mà biết sai rồi, không những không sửa mà vẫn cố tình 2-3 lần phạm cái sai đó mới là phạm tội. Bởi vậy cho nên chúng ta cùng nhau nhìn người lân cận với con mắt thật là nhân từ và nói rằng tôi cũng sai. Bởi vậy cho nên chúng ta không có xét đoán nhau. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Là ước ao sung sướng làm sao khi trong một hội thánh, trong một gia đình mà không có linh xét đoán. Mình có thể nhìn thấy những cái sai kia để chỉnh sửa lẫn nhau, nhưng không có linh xét đoán. Có thể ngày hôm nay bạn ngồi trong căn phòng này, bạn nhìn thấy cái ghế bên cạnh trống, cái người mà thường xuyên quen ngày Chủ nhật vừa rồi, hôm nay không có mặt tại đây. Đừng bao giờ lầm bầm nói rằng đồ tham tiền, ngày Chủ nhật mà bỏ không đến thờ phượng Chúa. Bạn ơi, rồi sẽ có một ngày cái ghế của bạn đang ngồi cũng trống đó bạn ạ. Và cái người đó lại ngồi vào cái chỗ đó, nhìn thấy ghế trống của bạn, họ cũng sẽ nói y chang như bạn. Cái đây không lâu tôi nhìn thấy một bức tranh, mà bức tranh đó dạy tôi nhiều bài học lắm. Cái anh chàng ấy ngồi trên ghế này, sau lưng có một cái tấm bê tông dựng lên như vậy. Anh ta nhìn thấy một tấm bê tông trước mặt anh ta, lấy chân đạp, anh dâm một cái. Và tấm bê tông đổ, nó xếp theo hình domino, đổ. Và cái tấm cuối cùng là ngồi ngay sau lưng anh ta, đập cái đổ nó dâm vào đầu anh ta luôn. Anh ta bảo, không hiểu cái thằng nào đập vào đầu ông nhỉ. Nhưng hóa ra là chính cái chân của anh ta đã đạp cái tấm bê tông trước mặt, và người ta đã xếp hình domino. Mỗi cái ngã nó đập vào cái khác, và tiếp tục theo dây chuyền, cái tấm cuối cùng mà anh ta đang ngồi dựa đó, đập thẳng vào đầu của anh ta. Và câu châm ngôn nói rằng, kẻ nào đào hố cho người khác, kẻ đó sẽ bị rơi đúng cái hố mà mình đào. Kẻ nào chúc phước cho người khác, người đó được chúc phước. Kẻ nào thương xót người khác, người đó được thương xót. Nhân từ với người khác, người đó được nhân từ. Amen. Amen. Bởi vậy cho nên chủ đề ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ đó là lòng thương xót. Cảm ơn Chúa. Lòng thương xót, hay gọi là tình yêu thương đấy. Có một người rất là giàu có, một thương gia nhiều tiền lắm. Anh ta được nhiều tờ báo chụp ảnh, quay phim và đưa lên báo nhiều. Vì công việc tốt của anh ta xây dựng rất nhiều những trại trẻ mồ côi tại Ấn Độ, tại Châu Phi, tại Bangladesh. Và có một lần gần như cuối đời của ông này, ông đã ốm rồi.
Phóng viên đến giường và nói: ông có thể trả lời cho chúng tôi cái bí mật nào khiến cho ông làm những việc tốt như vậy? Và người đàn ông già tuổi này mới kể lại câu chuyện động cơ nào thúc đẩy ông ta làm. Ông ta nói rằng: năm 1912, tôi ngồi trên một con tàu, và con tàu đó có tên là Titanic. Tôi đi đãi vàng trở về. Tôi làm cái vàng đó thật là nhiều, là một cái đai bằng vàng đeo ở bụng như vậy này. Nó khá nặng cân, được đeo ở bụng này. Và trong lúc đi tàu Titanic mà người ta nói rằng không bị chìm đó, nó bỗng nhiên bị tảng băng phá và chìm. Tôi tàu vỡ, đang lênh đênh trên biển như vậy, tôi ôm được một cái tấm gỗ. Và đang trong ôm tấm gỗ như vậy, bỗng nhiên từ xa trong cơn sóng đó, tôi nghe có tiếng một đứa trẻ 11 tuổi. Nó la lên rằng: chú ơi, cứu cháu với, cho cháu bám vào cái tấm gỗ của chú. Tôi suy nghĩ, nếu mà nó bám vào đó sẽ chết cả hai vì nặng không đủ. Mà nếu cứu nó đó, tôi bắt buộc phải tháo cái tấm vàng mà làm thành cái đai đeo ở bụng này vứt xuống. Tôi suy nghĩ, và vì tham lam, tôi đã đạp nước để coi như không nghe thấy tiếng kêu đó. Tôi chỉ nghe có một hai lần tiếng kêu đó, và sóng đẩy tôi đi chỗ khác. Tôi được cứu, đứa bé kia bị chìm. Bạn ơi, bắt đầu từ cái buổi đêm định mệnh đó cho tới bây giờ, tiếng kêu đó không buông tha tôi. Tôi ăn nó cũng kêu, tôi ngủ nó cũng kêu. Có một điều mà không ai nhìn thấy, một đấng từ trên trời nhìn thấy, và điều thứ hai cũng nhìn thấy, đó là lương tâm của tôi này. Cái lương tâm này nó không tha thứ cho tôi. Cái tiếng kêu được ghi trong lương tâm của tôi này, nó hành hạ tôi bao nhiêu ngày tháng qua, làm biết bao nhiêu việc tốt mà nó vẫn tiếp tục kêu gào. Bạn ơi, hãy nhớ, có rất nhiều việc mà chúng ta làm không ai thấy, nhưng Chúa thấy. Không ai thấy, nhưng lương tâm của bạn nó biết. Bây giờ có thể nó chưa phán xét bạn, nhưng rồi sẽ có một ngày cái tiếng của lương tâm đó sẽ nói chuyện với bạn. Bởi vậy cho nên hãy sống theo đúng lời của Ngài, và hãy sống theo đúng lương tâm của mỗi chúng ta. Amen. Tôi có nói chuyện với vợ của tôi, và có lần tôi nói chuyện với con trai của tôi. Tôi nói rằng: con ạ, ba có thể sống một cách để cho mẹ và các con dễ chịu hơn, nhưng nếu như để sống như vậy, ba bắt buộc phải im miệng trong nhiều trường hợp. Và nếu mà ba mà im miệng thì lương tâm của ba nó sẽ la hét. Và nếu lương tâm của ba mà ba sống không đúng với lương tâm của mình thì ba không còn là ba nữa. Và nếu ba không còn sống theo đúng cái gì mà ba có nữa thì cái đó sẽ là một cuộc chiến nội tâm của ba. Nó sẽ phá cuộc đời của ba, nó phá hôn nhân của ba, nó phá gia đình của ba, và con sẽ nhận hậu quả từ cái sống trái lương tâm đó. Thành ra có thể con mất nhiều bạn, có thể con gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy để cho ba sống theo đúng lương tâm của mình. Amen anh chị em. Hãy quay sang người lân cận nói: hãy sống theo lời Chúa và lương tâm của mình. Hãy cùng tôi bật câu kinh thánh Ma-thi-ơ đoạn 9. Sự thương xót hay là tình yêu thương. Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ bệnh. Tiếp theo, khi Ngài thấy những đám đông thì động lòng thương xót. Hãy nhắc lại cùng tôi: động lòng thương xót. Nếu bạn có bút, hãy gạch chân bốn cái từ này: động lòng thương xót. Nó chính là động cơ mà Chúa Giê-xu xuống trần gian. Nó chính là động cơ mà Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng. Đó chính là động cơ mà Chúa Giê-xu giảng tin lành và dạy dỗ trong nhà hội. Ngài động lòng thương xót. Có rất nhiều người đi khắp các nơi, nhưng không hề có tấm lòng yêu thương những con người mà nghe họ. Có rất nhiều người họ giảng, họ dạy,
nhưng động cơ của họ khác. Bởi vậy cho nên Phao-lô nói thời kỳ cuối cùng có rất nhiều người họ sống theo cái bụng của mình, họ nói một tin lành khác với tin lành mà Kinh Thánh nói. Động cơ rất là quan trọng. Amen. Con người của chúng ta luôn luôn nhìn vào hành động và sự việc để quyết định nó tốt hay nó xấu. Nhưng Chúa của tôi và bạn, Ngài luôn nhìn vào động cơ để đẻ ra cái việc làm đó, nó tốt hay nó xấu cơ. Có một cô gái ở bên Nga, sau khi cãi lộn với người yêu của mình, cô ta bỏ chạy sang bên Nga. Và khi tại Nga phát hiện ra mình có chửa, đẻ đứa con, sau đó tin Chúa Giê-xu tại bên Nga, hội thánh của chúng tôi. Đẻ đứa con xong, sống ở trong hai mẹ con ở trong một cái nhà, trong một cái phòng. Và người Việt Nam nói rằng, gái một con trông mòn con mắt. Trẻ có con. Và bỗng nhiên, cô ấy một mình nuôi con, dọn dẹp, vệ sinh. Cô rất là lo lắng về tài chính, cầu nguyện tài chính. Bỗng nhiên có một lần đến nhóm tế bào, cô nói, anh chị em ơi, tôi cảm ơn Chúa. Ngày hôm qua đưa con tôi xuống dưới đường phố kia, và có một chú đến gần đưa cho con tôi 500 rúp và nói rằng, chú thấy yêu con, hãy cầm lên 500 rúp để cảm tạ Chúa, Chúa nhậm lời. Khi tôi nghe xong đó, tôi nói rằng, chị ơi, hãy cẩn thận đấy. Không phải cái gì tốt nó cũng là tốt đâu. Phải xem động cơ nó thực sự tốt hay không. Cô nói rằng, mục sư cứ quá cẩn thận chứ. Tôi cầu nguyện Chúa ban cho. Và tôi không nói gì thêm. Được 2 ngày sau, Chủ nhật chị gọi điện thoại, ôi mục sư ơi, tí chết. Tôi bảo, có chuyện gì? Tối hôm qua 2 giờ đêm nó gõ cửa. Tôi hỏi, ai đó? Nó ở trong ngoài, nó là chú đây, chú nào, cái chú cho cháu 500 rúp đây, đến đây làm gì mà tới tối này, chú muốn vào thăm. Và lúc này mới hiểu ra rằng cái 500 rúp đó đến từ một động cơ tồi. Cái gì tốt bây giờ mà đến từ động cơ tồi thì nó sẽ là tội. Bởi vậy cho nên Đức Chúa Trời, Ngài không nhìn vào sự việc bây giờ tốt hay xấu, mà Ngài luôn đặt câu hỏi, cái việc làm này nó sinh ra từ đâu? Chỉ có sự gì sinh ra từ con ta, sinh ra từ Đức Chúa Trời thì mới thắng hơn thế gian thôi. Có nhiều những con người, họ cùng chung tư tưởng, họ rủ nhau lập hội thánh. Bạn ơi, nếu như thực sự biết lời Chúa, cái đó là một sự phạm thượng. Hội thánh lập, cái tên hội thánh đó của ai? Nếu thực sự của Chúa thì phải có sự tỏ ra từ trời. Chúa nói rằng, cái này không phải bởi ngươi nghĩ ra, mà từ cha ta tỏ cho ngươi, hỡi Jonah, hỡi Simon con Jonah. Và chỉ có những điều gì sinh ra từ Đức Chúa Trời mới thắng hơn thế gian thôi. Bởi vậy cho nên giảng tin lành, đi chỗ này đi chỗ khác, phải có động cơ trong lòng là sự thương xót. Tiếp theo bật lại câu Thánh Kinh nào. Câu 38. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Hãy nhắc lại một lần nữa, động lòng thương xót. Lòng thương xót thật là quan trọng. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cần lời của Ngài, đó là sự khôn ngoan. Chúa nói rằng, ta đưa các con vào thế gian này như cải chiên giữa 7 muông sói. Có ai có đồng tiền tại đây không? Cho tôi xin mượn thôi. Chúa nói rằng, ta đưa các con vào thế gian như cải chiên giữa 7 muông sói. Hãy khôn ngoan như rắn và hiền lành như chim bồ câu. Hãy khôn ngoan như rắn và hiền lành như chim bồ câu. Đây là đồng tiền 20 euro. Đồng tiền này nó có hai mặt. Mặt này và mặt này, mặt này và mặt này. Nếu như chỉ có một mặt thì nó được cắt từ họa báo. Đồng tiền có hai mặt nó mới có giá trị. Chú nói, con dân của ta được ở trong thế gian này, giống như tiền ấy, nó được đưa vào thế gian để tiêu, nó có giá trị. Và để có giá trị thì các con cần một lúc phải có hai điều. Một, khôn ngoan như rắn. Hai, hiền lành như chim bồ câu. Cùng một lúc, không tách ra được. Không phải ngày lẻ thì khôn ngoan, ngày chẵn thì hiền lành. Nó phải cùng một lúc, vừa khôn ngoan, vừa hiền lành. Vừa khôn ngoan như rắn, vừa hiền lành như chim bồ câu. Để làm sao? Để không ai nói rằng con cái Chúa hiền lành quá, mà lại kém hiểu biết, thành ra bọn nó dốt lắm, lừa lúc nào cũng được.
Còn không phải chỉ khôn ngoan để họ nói rằng con cái Chúa nó khôn lỏi lắm, cái gì cũng ích kỷ cho bản thân. Bởi vậy cho nên chúng ta cần cùng một lúc vừa khôn ngoan vừa hiền lành, vừa khôn ngoan như rắn, vừa hiền lành như chim bồ câu. Amen. Thế ra sự thương xót này này, nó cần phải có sự khôn ngoan. Có người nghe xong về sự thương xót, bỗng nhiên đi ra ngoài, đưa hai người ở ngoài metro về nhà ở. Được hai tuần sau đến, mặt mũi xanh lét và trách: mục sư giảng phải thương xót cứu mang, thế mà bây giờ tôi đưa nó về nhà, nó vác cái đài của tôi đi mất rồi. Chúng ta cần phải khôn ngoan. Amen. Chúa là đấng rất là nhân từ. Ngài làm việc từ thiện, Ngài hóa hai con cá và năm cái bánh để nuôi 5,000 người đàn ông ăn, chưa kể đàn bà và trẻ con. Ngài làm phép lạ nuôi cho họ ăn khi đói vì có nhu cầu. Nhưng ngày hôm sau họ lại chạy tới với Chúa. Bạn biết Chúa làm gì không? Chúa mắng họ và nói rằng: hỡi những kẻ lười nhác, hãy đi làm việc đi. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải cân bằng cả hai, vừa khôn ngoan và vừa hiền lành. Amen. Tiếp theo: vì họ khốn cùng, ta lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì trúng, xong con gặt thì ít. Đúng ra gọi là mùa gặt thì trắng, lúa mì khi nó chín đó thì nó trắng phớ ra. Và Chúa cho dân môn đồ nhìn thấy rằng: kia, mùa gặt, lúa mì đã chín rồi, cho nên nhìn hạt lúa mì nó trắng. Đến lúc phải gặt rồi mà con gặt thì ít, ít người làm việc. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Tiếp theo, Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ bệnh. Đây, đây là câu trả lời. Thiếu người làm việc, Chúa gọi người tới. Tại Berlin đang thiếu người làm việc, tại hội thánh này đang thiếu người làm việc, Chúa gọi bạn tới. Bạn không tình cờ ngồi trên hàng ghế này. Bạn đang là đối tượng Chúa đang chuẩn bị từ bạn ra một con số không nữa là 10 người khác. Chúa đang chuẩn bị bạn cho ngày sắp tới. Amen. Amen. Nhưng bắt đầu là từ động cơ Ngài đặt vào lòng tôi và bạn. Động cơ đó là gì? Động lòng thương xót, tình yêu thương. Hãy nhắc cùng tôi thật to là tình yêu thương. Hãy quay sang người lân cận nói: tình yêu thương. Chúng ta hãy hát bài hát Côrintô 1:13. Tình yêu thương trong thế gian này, ở trong đó có ba điều Phaolô hay lời Chúa khẳng định: dù bạn có đủ các ân tứ nhưng không có tình yêu thương thì vô tích sự. Dù bạn có đức tin thật là lớn nhưng không có tình yêu thương thì cũng vô tích sự. Dù bạn có tận hiến bán cả nhà để dâng cho hội thánh nhưng không có tình yêu thương thì cũng vô tích sự. Anh chị em ơi, có rất nhiều người xả thân vì một lý tưởng mà không hề yêu. Có rất nhiều người họ có đức tin nhưng lại rất là bất nhân. Amen. Bởi vậy cho nên Chúa nói rằng hãy thêm cho đức tin sự nhân đức là như vậy đó. Anh chị em có mệt không? Tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện. Đức tin cần có lòng nhân đức nữa, lòng thương xót. Chiều thứ sáu tôi thường hay cầu nguyện chuẩn bị cho bài giảng ngày Chủ nhật. Và bỗng nhiên ngày thứ sáu đó buổi tối, đầu tôi nhức thân thể, nó mệt mỏi rã rời. Tôi nằm bẹp, tôi từng ngủ một giấc ngủ. Đêm thứ sáu đó, thứ bảy sẽ khỏe để chuẩn bị bài giảng. Thứ bảy người cũng không nhấc nổi. Bắt đầu tôi cầu nguyện lớn tiếng, bắt đầu tôi tuyên xưng những lời trong Kinh Thánh nói về sự chữa lành, mà không nhấc nổi mình lên khỏi giường. Gần đến trưa tôi gọi điện thoại cho người phụ tá mục sư, nói hãy chuẩn bị bài giảng ngày Chủ nhật. Mục sư: không thể, làm sao bước ra khỏi giường được. Và Chủ nhật hôm đó tôi không đến hội thánh được. Kết thúc buổi nhóm, cả một dàn nhân sự nòng cốt, nhà tôi cách hội thánh chỉ có khoảng 500 mét đi thôi, họ chạy tới nhà của tôi. Họ vào cái phòng, họ kéo cái giường ra giữa phòng như vậy, bắt đầu họ cầu nguyện. Đi xung quanh, bao vây xung quanh cái giường tôi đang nằm đó, cầu nguyện: tuyên bố nhân danh Jesus Christ, mục sư, đứng dậy bước đi, đứng dậy bước đi. Còn có một chị yêu tôi tới mức lại gần tôi đang nằm trên giường đó, hai bàn tay đặt lên đầu như vậy cầu nguyện. Cầu nguyện trong tiếng lạ và lắc đầu như vậy này. Lắc một hồi xong tổ bắt đầu tôi cảm thấy quay cuồng. Tôi nói: chị ơi, hãy bỏ tay của chị ra khỏi đầu tôi cái. Từ lúc mà chị tới tôi đau đầu thêm. Và trong lúc họ nghỉ ngơi để cầu nguyện tăng hai, có một người chị em ở trong căn phòng đó đi ra khỏi phòng sang nhà hàng xóm. Chị xin một cái đùi gà, mượn một cái nồi, lấy nắm gạo, chị làm một nồi cháo. Trong lúc mọi người đang tiếp tục cầu nguyện nghỉ ngơi như vậy, một thời gian sau, họ chị bác mang cái nồi cháo vào.
gió thổi. Chị mở cửa gió thổi từ cái cửa chính thổi qua giường của tôi ra cửa sổ. Cái mùi đó sao mà quyến rũ thế. Tôi ngửi thấy bắt đầu thấy nó có rúc rích ở trong tâm trí của mình. Chị mang cái bát cháo đó, bát cháo hành cộng với đùi gà, tôi bắt đầu ngồi dậy ăn. Tôi ăn xong toát hết cả mồ hôi, khỏe, không cần cầu nguyện nữa. Và từ đó có bài giảng bát cháo hành chữa lành bệnh tật là như vậy đó. Sau này mọi người mới biết rằng tôi bị lả vì đói ăn lâu ngày. Bạn đến thăm người bệnh trong bệnh viện đừng quá thuộc linh. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Có nhiều người quá thuộc linh. Người ta có một cái bảng là hãy đi nhẹ nói khẽ, bắt đầu vào cùng một tiếng lạ bởi vì Chúa hiện diện. Cứ bằng 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 liên thanh bắn ầm 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 như vậy. Và cuối cùng y tá bác sĩ gọi công an tới xích đưa ra khỏi bệnh viện vì làm ồn người khác. Đúng, bạn được quyền tự do. Nhưng mà cái tự do của bạn đừng làm mất tự do của người khác. Cái tự do của bạn không làm hại tới người khác. Amen. Bởi vậy cho nên đức tin phải thêm sự nhân đức là như vậy đó. Đức tin phải thêm sự thương xót là như vậy đó. Đến thăm người bệnh đừng dùng thuộc linh vội. Hãy xem họ cần đổ bô không. Hãy xem người già đó họ cần sự tâm sự không. Hãy xem bạn có thể mang một bịch cam tới cho họ không. Hãy xem họ có nhu cầu gì thiết thực trước. Đầu tiên phải cho người đói ăn trước, rồi sau đó mới nói tin lành cho họ. Amen. Amen anh chị em. Và khi chúng ta làm như vậy, Chúa sẽ thay đổi. Có một vị mục sư cùng vợ 18 tuổi sang bên Ấn Độ truyền giảng, nói với người Hồi giáo tại Ấn Độ rằng Kinh Thánh này là lời Đức Chúa Trời. Người Hồi giáo nói Quran là lời Đức Chúa Trời. Ông nói Giê-xu là người, là con Đức Chúa Trời. Hồi giáo nói rằng Muhammad là con Đức Chúa Trời, là tiên tri. Cãi nhau một hồi họ chán. Hai vợ chồng về nhà buồn nói chứ mục sư, à Chúa ơi, tại sao họ không tin con? Lắng nghe Chúa nói này. Chúa nói với vợ chồng ông đó, nói rằng nếu hai con làm cho họ tin hai con thì ta sẽ làm cho họ tin ta. Nhắc lại này, nếu hai con làm cho họ tin hai con thì ta sẽ làm cho họ tin ta. Hãy bắt đầu từ tấm lòng, sự thương xót và trái tim của mình. Amen. Quay sang người lân cận nói chúng ta phải thay đổi này. Sách Luca đoạn 10. Sách Luca đoạn 10. Câu chuyện kể lại tiếp theo. Bây giờ có một người, có một thầy dạy luật. Hãy nhắc lại cùng tôi, dạy luật. Dạy luật có nghĩa là ông ta biết luật pháp Đức Chúa Trời giống như lòng bàn tay của mình vậy. Có một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giê-xu rằng thưa thầy, tôi phải làm gì để hưởng sự sống đời đời? Hãy nhắc lại cùng tôi từ làm gì. Ông ta hỏi làm gì có nghĩa là bắt đầu từ tôi phải làm gì để xứng đáng, tôi phải làm việc tốt gì để mua được cái vé vào sự sống đời đời, tôi phải làm gì. Ngài phán rằng trong luật pháp có chép điều gì, ngươi đọc gì ở trong đó. Chúa đang kiểm tra kiến thức đấy. Tiếp theo, thưa rằng ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Ai đã từng học thuộc lòng bảng cửu chương, giơ tay tôi xem nào. Tôi đã từng học thuộc lòng bảng cửu chương. Bố tôi nói hùng, tao đi dạy một tiếng đồng hồ xong về nhà bảng cửu chương số 3 này mày phải thuộc nhá. Tôi bảo được. Bắt đầu chơi nửa tiếng và nửa tiếng còn lại bắt đầu học. 31 là 3, 32 là 6, 33 là 9, 34, 12, 35, 15, 36, 18, 37, 21, 38, 24, 39, 27, 30, 30. Đọc thuộc lòng. Thế thuộc rồi xong, bố bắt đầu lại chơi tiếp. Bố về hỏi học thuộc lòng bằng cửu chương 3 chưa? Tôi nói rằng con thuộc rồi. Học 31 là 3, 32 là 6, 33 là 9. Đọc rồi đến 30, 30. Ngọc xong bố tôi hỏi 37 bao nhiêu? Tôi lại 31 là 3, 32 là 6, 33 là 9. Bố mẹ 37, 21. Ông hỏi 34 bao nhiêu? 31 là 3, 32 là 6, 33 là 9, 34, 12. Cái đấy gọi là học thuộc lòng mà bên trong không hề có gì. Cái đó gọi là hô khẩu hiệu mà bên trong lòng chẳng có gì. Anh chàng này ý chàng học bằng cửu chương vì anh dạy luật mà. Thành ra anh biết rõ lời của Đức Chúa Trời. Chú biết anh ta biết nhưng mà ngài vẫn hỏi thế trong luật pháp dạy gì. Anh ta nói 31 là 33 là 6, 33 là 9, 34, 12. Anh ta nói ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến. Tôi tưởng tượng ra cái khuôn mặt của anh chàng này khi trả lời. Nó giống tôi đọc bản cửu chương 3 vậy.
hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng người đã phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Kinh không? Một cái chân lý đơn giản nhưng mà làm cực kỳ khó. Đọc xong nó đơn giản thế mà làm sao mà khó thế. Có nhiều khi chúng ta làm với hàng xóm có vẻ dễ, nhưng mà làm với vợ đấy, vì biết tỏng nhau hết rồi thì khó. Tại vì có người họ dạ, họ phải công nhận rằng chăn chiên vợ khó nhất. Câu chuyện tưởng đến đây là hết, nhưng cảm ơn cái ông này, nhờ ông ấy có hỏi câu sau, thầy cho chúng ta được học một bài học cực kỳ quan trọng về sự thương xót. Xong thầy ấy muốn xưng mình là công bình. Động cơ trong lòng của anh chàng này chả có lòng thương xót gì hết. Anh ta đang muốn bộc lộ khả năng, anh ta đang muốn bộc lộ lý thuyết, anh ta đang muốn bộc lộ cái gì tôi biết, cái gì tôi thuộc lòng. Anh ta đang muốn được tôi hơn những người khác, tôi thuộc sắc dân khác, tôi thuộc đẳng cấp khác. Anh ta muốn được xưng mình là công bình, lên thưa cùng Chúa Giêsu rằng ai là người lân cận của tôi. Đây là câu hỏi sai, thành ra mới dở. Anh ta hỏi ai là người lân cận của tôi, có nghĩa là ai là người xứng đáng để tôi kết bạn. Tiếp theo, Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng cảm ơn anh chàng này. Nhờ đó mà chúng ta có bài học đặc biệt từ Chúa Giêsu. Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho lâm vào kẻ cướp. Đây là một người Do Thái, anh ta có sổ đỏ sống tại Jerusalem. Anh ta đi xuống Jericho là một thành ngoại để buôn bán. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, đừng bỏ hội thánh để đi vào thế gian, bạn sẽ bị cướp đánh dọc đường đấy. Người này người Do Thái, từ thành Jerusalem xuống thành Jericho là dân ngoại, lâm vào kẻ cướp, nó giật hết đồ đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Cái này gọi là đang chết dở đấy. Và gặp một thầy tế lễ, cầu 31, gặp một thầy tế lễ xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi, thấy người ấy và đi qua khỏi. Tiếp theo, lại có một người Lê Vi cũng đến nơi, lại gần, không phải chỉ thấy như anh chàng kia nhá. Anh chàng kia là thấy, còn anh chàng Lê Vi này lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari, đây là dân ngoại, không phải người Do Thái. Lê Vi là người Do Thái, chuyên môn đặc trách về tôn vinh và ngợi khen. Còn thầy tế lễ là người mà làm việc trong nhà thờ, luôn luôn phải mỗi một ngày, buổi sáng, buổi tối chất củi thêm để cho lửa luôn luôn cháy theo luân phiên. Còn người Samari này là người ngoại. Có một người Samari đi đường, đến gần người đó, y chang anh chàng kia, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương xót. Đấy, sự khác biệt không? Sự khác biệt của anh chàng này với hai ông kia, anh chàng này có lòng thương xót. Còn anh hai người kia, họ sống theo luật. Tiếp theo, áp lại lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương rồi dịt lại, đoạn cho cưỡi con vật mình đem đến nhà quán hay là bệnh viện mà săn sóc cho. Tiếp theo này, đến bữa sau lấy hai denier. Mọi người biết hai denier là bao nhiêu không? Là giá tiền của hai ngày làm việc. Một denier là công giá của một ngày làm việc. Nếu như bạn làm việc một ngày được 60 euro bây giờ thì anh ta đã bỏ ra 120 euro để trả cái số tiền cấp cứu vừa rồi. Đến bữa sau lấy hai denier đưa cho chủ quán, dặn rằng hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Đây này, sự khác biệt ở câu hỏi này này. Anh ta hỏi ai là người lân cận của tôi, còn Chúa đặt câu hỏi ngược lại, ngươi sẽ là người lân cận của ai? Mọi người thấy sự khác biệt không? Khác biệt. Tôi đặt câu hỏi 70 người ngồi tại đây, ai là người lân cận của tôi nhỉ? Hay là ai là bạn của tôi nhỉ? Có nghĩa là tôi tìm mặt để có dễ cho gần tôi. Còn nếu tôi đặt câu hỏi rằng tôi sẽ là người bạn của ai, là chủ động từ tôi phải đi kết bạn, chủ động từ tôi quyết định đến gặp từng người một. Còn nếu mà tôi nói rằng ai xứng đáng là bạn của tôi nhỉ, thì tôi ngồi một chỗ đợi cho người nào đến gặp tôi. Người nào mà cảm thấy mặt mũi tươi cười mà thích tôi, tôi thích người đó thì mới là bạn, còn không thì không. Còn nếu tôi sẽ là bạn của ai, là tôi chủ động đi kết bạn, tôi chủ động gieo tình yêu thương, tôi chủ động tiếp cận với những người khác. Đó là câu hỏi, hai cái khác nhau. Người Lê Vi và người thầy tế lễ có một cái luật, khi họ bước vào đền thờ hầu việc Chúa đó, họ không được quyền đụng vào xác chết. Còn cái người bị đánh này này, sống dở chết dở, thấy ra họ lại gần để xem nó còn sống hay là chết. Nếu mà nó chết rồi mà mình động vào đó, có thể mình bị bẩn, không được vào đền thờ nữa. Còn nếu mà nó sống thì mới cấp cứu.
thời gian lại gần, dường như không lại gần thêm nữa, và phát hiện ra hình như nó chết rồi. Cho nên mình không được quyền đụng vào xác chết, bỏ đi, không cấp cứu nữa. Bởi vậy cho nên nhiều khi cái luật nó làm cản trở tình yêu của chúng ta với người khác. Còn người Samari này, ông không có cái luật đó. Ông sống theo lương tâm của mình. Ông ta đặt lòng thương xót trên người nạn. Thật ra nếu ai có tại đây, bạn chưa có lòng thương xót hay cầu xin, Chúa sẽ cho bạn học được. Có những cái hoạn nạn xảy ra với mình đó, mình sẽ dễ thông cảm với những người sau này rơi vào hoạn nạn đó. Chúa sẽ làm cho lòng của mình mềm hơn. Có một số người kiêu ngạo, thấy mình hơn những người khác, sẽ có một lúc Ngài hạ sự kiêu ngạo xuống để cho mình thấy rằng mình vẫn cần người khác trong những lúc mình gặp khốn cùng. Amen. Bởi vậy cho nên mỗi chúng ta hãy cùng nhau học sự khiêm nhường, và từ lòng của mình cần có lòng thương xót. Lòng thương xót rất là dễ, làm thì khó thôi. Ai cũng biết thế nào là lòng thương xót. Lòng thương xót định nghĩa như sau: là bất cứ hành động nào mà bạn muốn người ta làm cho mình thì hãy làm cho người đó. Hành động đó gọi là xuất phát từ lòng thương xót. Bạn muốn người ta làm cho mình cái gì thì làm điều đó cho họ. Còn bạn không muốn người ta làm cho mình cái gì thì đừng làm cho họ. Định nghĩa vào lòng thương xót và hành động từ lòng thương xót đơn giản chỉ có như vậy thôi. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy. Lòng thương xót thúc đẩy việc lành. Trong hội thánh có những người già, có những người neo đơn, có những người nhiều tuổi hiện giờ phải trông 3-4 đứa cháu, có những người không có nơi nương dựa, có những người quá bụa, có những đứa trẻ mà tới hội thánh nhiều tháng qua không được người bố ôm. Nhiều việc mà mỗi chúng ta tại đây có thể bỏ ra 1-2 phút để làm từ tấm lòng của mình. Bạn nói: Chúa ơi, nhưng mà tại sao con không nhìn thấy việc để con làm? Hãy xin Chúa đầu tiên sự thương xót. Hãy nhìn thấy những đứa con chạy lung tung ở bên trước mặt bạn là con của bạn đi. Bạn sẽ thấy việc làm cần cho nó. Nhìn thấy những người già trong hội thánh, những người mà một nách mấy đứa con phải chăm sóc giống như người chị của mình, cầu nguyện xin Chúa cho có lòng thương xót. Từ lòng thương xót đó, Chúa sẽ mở mắt của mình để nhìn thấy vô số những việc cần phải làm. Một người không làm xuể được, nhưng hết thảy mỗi chúng ta cùng nhau làm việc thì sẽ chăm sóc được nhiều người lắm. Tôi muốn mời ban tôn vinh đi phía trên này. Trước khi cầu nguyện kết thúc cho lời giảng ngày hôm nay, tôi muốn mỗi chúng ta hãy đặt cho chính mình câu hỏi: tôi sẽ là người lân cận của ai? Giống như Chúa Giêsu đã đặt câu hỏi: người nào sẽ là kẻ lân cận của kẻ bị cướp này? Có nghĩa là hết thảy những người đang có nhu cầu và nan đề, họ đang đợi bạn đến kết bạn với họ. Họ đang đợi bạn là người lân cận của họ, chứ không ngồi một chỗ thêm nữa và đặt câu hỏi: ai là người lân cận của tôi để tôi tới? Không. Yêu người lân cận có nghĩa là đặt câu hỏi: tôi cần chủ động tìm kiếm, tôi sẽ là người lân cận của ai? Từ tấm lòng của mình gieo tình bạn, gieo mối quan hệ, gieo sự thương xót, gieo sự chăm sóc. Bạn sẽ thấy bắt đầu cuộc sống của bạn tươi vui. Có những ai đó đang thấy bất hạnh, nào hãy tạm thời đừng chỉ trích mình nữa, đừng nhìn vào cái nỗi bất hạnh và buồn chán của mình nữa. Hãy bước chân ra khỏi cửa của mình, tìm gặp một người nào đó trong hội thánh, đến gặp gỡ họ, giúp đỡ họ làm một điều gì đó. Bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn hữu ích hơn. Cha ơi, câu hỏi ngày hôm nay qua lời của Ngài, Ngài đặt cho mỗi chúng con: mỗi chúng con tại đây sẽ là kẻ là người lân cận của ai? Hãy giúp cho mỗi chúng con không đặt sai câu hỏi nữa. Con cảm tạ Chúa. Hãy đổ tình yêu của Ngài đầy dẫy lòng của mỗi chúng con, để chúng con có thể nhìn thấy những nhu cầu của người khác và đáp ứng, tôn cao Ngài. Chúng ta giơ cao tay cầu nguyện. Hãy tự cầu nguyện cho mình, kể cả những người trong ban tôn vinh nữa, bắt đầu từ bạn. Hãy đặt trong tuần này
sau bài giảng này, trong tuần này, đến gặp một người trong hội thánh, thăm viếng họ, uống chè cùng với họ, hay làm một việc gì đó tốt cho họ. Một người thôi, bạn không thể chăm sóc được cả hội thánh, cả cộng đồng 40.000 người này, nhưng bạn có thể chăm sóc một người, một gia đình nào đó. Bạn cần phải đến thăm viếng trong tuần này. Hãy đặt ra cho mình đi. Bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn thật là tuyệt vời. Chúa ơi, con cầu nguyện chúc phước cho những hình ảnh mà đã hiện ra tâm trí của những con người này. Con cầu nguyện chúc phước cho những quyết định mà họ sẽ quyết định làm trong tuần này. Mỗi chúng con sẽ quyết định trong tuần này sẽ là người lân cận của ai đó, sẽ tìm kiếm những người mà bị cướp trong thế gian này đánh đập, đến với họ và nói rằng: có tôi đây, tôi mang Chúa Giêsu tới cho anh và chị. Chúng con cảm ơn Chúa. Mỗi chúng con cần tình yêu từ Ngài qua người khác, và những người nào đó đang cần tình yêu từ Ngài qua mỗi chúng con. Chúng con có mặt tại đây ngày hôm nay để thực sự nhận lời của Chúa, tình yêu của Ngài, để mang tới cho kẻ nào đó ngày hôm nay vì một nhu cầu, vì một nan đề mà không tới được hội thánh này, đến chăm sóc họ. Con cảm ơn Chúa. Con nhìn thấy một người đàn bà tại đây nhiều tuổi, chăm sóc 3-4 đứa cháu hôm nay không tới được. Con nhìn thấy một người phụ nữ nuôi một đứa con gái mà không có bố bên cạnh, cũng không tới được. Con cầu xin Ngài cho hết thảy những người vì một nguyên nhân nào đó không đến được, có ai đó trong tuần này tới thăm viếng họ. Ai đó bị bệnh ở bệnh viện cần được thăm viếng. Ai đó người già cần được thăm viếng. Ai đó thiếu ăn cần phải được mang tới cho họ đồ ăn. Con cảm tạ Ngài. Đó chính là điều mà Chúa nói: đúng, hãy đi và làm như vậy. Cảm tạ Chúa. Con giao phó những cánh tay này, những anh chị em này trong tay Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.